Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Thắng Mobile. Hôm nay là ngày 20 tháng 10. Mình xin kính chúc phái yếu, để nói là phái yếu nói chung, trong tay có sự nghiệp, trong túi có tiền, trong người có sức khỏe và ngày càng xinh đẹp, giỏi giang. Phái yếu mãi đỉnh, mãi đỉnh, mãi đỉnh các bạn nhé. Thì hôm nay bên mình quay trở lại làm video sẽ như thường lệ giới thiệu đến các bạn những chiếc máy đang có tại kênh của bên mình. Có những chiếc máy iPhone, có những chiếc máy Oppo, có những chiếc máy Samsung hay là thậm chí là LG. Đó, thì các bạn xem từ đầu đến cuối video để chọn cho mình những chiếc máy phù hợp nhất. Đó. Thì đầu tiên sẽ nói đến đó là những chiếc máy ở trong rổ đi. Trong rổ thì hôm nay bên mình có một chiếc LG V50 bản 2 SIM. Ngoại hình của máy thì nó là hàng Zinken Spen luôn, hàng A cộng luôn. Hàng rất đẹp, màn hình trắng sáng, không ám, không ố, không lưu hình. RAM của nó là 6GB, bộ nhớ của nó là 128GB, chạy có chip Snapdragon 855 các bạn nhé. Đấy, màn hình của nó là độ phân giải của nó là 2K+, độ rộng của nó là 6,4 inch, màn hình tai thỏ này. Đấy, mặt trước thì có nhận diện khuôn mặt, mặt sau thì có vân tay một chạm kèm theo cụm camera đọc văn bản 3 camera luôn. Đấy, có hỗ trợ sóng 5G các bạn nhé, hai SIM hỗ trợ sóng 5G luôn. Đấy, máy rất đẹp, rất khỏe. Đấy, bên mình đang để cho các bạn với giá của nó là 2.850.000 các bạn nhé, 2.850.000. Rồi tiếp đến là một chiếc iPhone 6S. Đây sẽ là một chiếc máy mà giá rẻ nhất trong video ngày hôm nay. Đấy. Đây là một chiếc máy 6S. Để mà nói thì nó zin 100% luôn. Từ vỏ này, các bạn nhìn vỏ này, của nó này run rế rất nhiều này. Run rế, nói chung là vỏ xấu rồi. Nhưng đặc biệt không có vết cấn, không có vết móp luôn các bạn. Chỉ có vết chóc sơn thôi. Đấy, chỉ có vết chóc sơn thôi. Màn hình của nó này, màn zin nguyên luôn. Chưa có gọi là thay thế, chưa có ép kính luôn. Đây các bạn, chưa thay phản quang, chưa ép kính. Đây các bạn nhìn này, đấy, màn đấy đều đẹp, trắng nha. Con này là 6S bản quốc tế. Đấy. Con này thì bộ nhớ của nó là 64GB. Đấy. Máy một SIM đang chạy USB 15.8.3. Đấy, pin của nó thì báo bảo trì 66%. Đấy, con máy này zin nguyên bản luôn. Bên mình mở ra kiểm tra máy là không có một dấu vân tay nào ở bên trong. Đấy. Thì bên mình cứ để như thế này, bán ra cho các bạn giá là 900.000. Để cho bạn giá 900.000 các bạn nhé. Đấy, các bạn thôi ngay ý định mua iPhone 6 thường đi. Đây các bạn chơi hẳn con 6S này. Đấy, giá 900.000 nhé. Bộ nhớ 64GB, zin nguyên bản luôn. Vẫn bảo hành và tặng phụ kiện đầy đủ cho các bạn. S21 Plus phiên bản Mỹ. Ngoại hình của máy thì màu bạc. Đấy, nó có xước sát theo năm tháng nhé, nó có xước. Con này thì đây này, nó có xước này. Đấy, xước ở chân sạc này. Nói chung là màu bạc thì không tránh khỏi có vết xước sát. Con này thì đẹp tầm khoảng 97%, nhưng nó cũng có hơi tấm tấm một chút này. Đấy, con máy này thì hôm trước bên mình đang để cho các bạn với giá của nó là 5.100.000. S21 Plus phiên bản Mỹ, bản 2 SIM, RAM 8, bộ nhớ 128GB, chip Snapdragon 888 các bạn nhé. Đấy, màn trắng sáng, không ám ố, không lưu hình. Pin của nó 4800mAh, pin rất khỏe luôn các bạn ạ. Màn hình của nó là 6.7-6.8 inch, tần số quét cũng 120Hz các bạn nhé. Đấy. 5.100.000, tặng ốp, tặng sạc, tặng dán màn hình, bảo hành là 3 tháng, lỗi 1 đổi 1. Samsung Quantum 2 hay còn gọi là Samsung A82 5G. Thì bên mình có một cặp. Đấy, một cặp tím và trắng. Đấy, thì bên mình sẽ review từng máy một. Đấy, cái máy đầu tiên là máy màu trắng với ngoại hình lưng của nó đẹp. Đấy, nó có xước một tí xíu nhá. Xước tí xíu ở lưng. Viền của nó thì có cấn nhẹ. Cấn nhẹ này. Đấy, con này thì cũng chỉ đẹp tầm khoảng 97% các bạn nhá. Đẹp 97%. Đặc biệt lưng và màn của nó lại đẹp luôn. Lưng màn đẹp luôn. Màn long lanh, không có ám, không có ố, không có lưu hình gì cả. Dòng Samsung Quantum 2 này với RAM của nó là 6GB, bộ nhớ của nó là 128GB các bạn nhé. Chip Snapdragon 855 Plus các bạn nhé, hay còn gọi là chip lượng tử. Con chip này bảo mật ngang hàng với cả dòng iPhone luôn các bạn. Tránh các cái tình trạng gọi là hacker hoặc là ABC các bạn nhé. Đẹp luôn, màn hình cong tràn viền. Đấy, màn hình cong tràn viền. Dynamic 2K+ luôn các bạn. Đúng dòng A mà nó lại cấu hình của dòng S. Đấy.
Nhưng con này với ngoại hình của nó đẹp 97%, bên mình đang để cho các bạn với giá của nó là 3.300.000. 3.300.000 các bạn nhé. Máy một sim hỗ trợ sóng 5G, máy màu trắng. Quay sang chiếc máy màu tím. Máy màu tím thì ngoại hình của nó là đẹp 99%. Bên mình đang để cho các bạn là 3.600.000. 3.600.000 các bạn nhé. Máy màu tím đẹp lung linh luôn. Rồi tiếp đến là những chiếc máy Samsung M23. Dòng M thì thiên về pin cũng như là cấu hình, bộ nhớ của nó lên đến 128GB, RAM của nó là 4GB, pin của nó 5000mAh. Con này dùng thoải mái 2 ngày đến 3 ngày. Tại sao bên mình lại nói đến 2 đến 3 ngày thoải mái? Bởi vì những chiếc máy này đều là những chiếc máy hàng nước. Các bạn nhìn này, đấy, siêu viền còn nhá. Đấy, hầu như con nào cũng còn siêu viền luôn. Đấy, những con máy hàng còn siêu viền này, tức là những chiếc máy mà khách dùng rất là ít, rất là lướt, cho nên pin của nó gần như là máy mới luôn. Pin gần như mới luôn các bạn, không có độ chai pin luôn. Chip Snapdragon 750 máy rất khỏe. Màn hình của nó thì 6.6 inch, nó lại còn tần số quét là 120Hz nữa. Các bạn vuốt cảm ứng cũng như là xem máy rất là mượt luôn. Đấy, bên mình đang để cho các bạn là 2.500.000 các bạn nhé, tặng ốp, tặng sạc, tặng kính cường lực, bảo hành là 3 tháng, lỗi 1 đổi 1, có 2 màu xanh đậm và màu lâu đất. Đấy, các bạn nào lấy thì alo mình. Tiếp đến là một chiếc Samsung Note 9 giá 3.000.000, bản Hàn. Ngoại hình của máy thì là hàng zin đẹp luôn. Ngoại hình của máy là hàng zin đẹp, bản 2 sim Note 9 nhá. Đấy, có một chấm niti liti như hạt bụi. Đấy, nhìn không rõ đâu, và vết chấm này không bao giờ sợ loang, không bao giờ sợ lổ gì cả. Màn trắng trong veo, không ám, không ố, không lưu hình. RAM 6GB, bộ nhớ 128GB. Đấy, máy 2 sim, bút biếc sử dụng đầy đủ, có chụp ảnh từ xa luôn các bạn. Đấy, thấy chưa, điều khiển này, chụp ảnh này. Đấy, tự vào camera không cần phải điều chỉnh gì luôn các bạn nhé. Đấy, có thể lật ngược camera lên trước hoặc là lật ngược camera về đằng sau nhé. Đấy, máy màu trắng ngọc trinh, 3.000.000, tặng ốp, tặng sạc, tặng tai nghe, bảo hành 3 tháng, lỗi 1 đổi 1. Samsung M33. Đấy, máy màu trắng ngọc trinh. Con này thì đẹp tầm 99 cho đến cận keng luôn. Nói chung là hàng A rồi, nên các bạn yên tâm. Đấy, Samsung M33 5G. Con này RAM 6, bộ nhớ 128GB, màn trắng trong veo, không ả màu, không lưu hình. Pin 5000. Máy rất đẹp, bên mình đang để cho các bạn với giá của nó bao tiền nhỉ, mình quên mất, 2.800.000 các bạn nhé. Để cho bạn giá là 2.800.000. Máy màu trắng Samsung A95G. A95G, một trắng một đen, RAM 6, bộ nhớ 128GB. Chip Snapdragon 855. Màn hình bọn này thì siêu mượt luôn các bạn. Sờ vào cảm ứng chỉ thích luôn. Rất đẹp, màn trắng trong veo luôn. Pin của nó 4500mAh. Máy một sim hỗ trợ sóng 5G các bạn nhé. Con máy này thì bên mình đang để cho các bạn với giá của nó là 3.200.000. Tặng ốp, tặng sạc, tặng kính cường lực, bảo hành là 3 tháng, lỗi 1 đổi 1 các bạn nhé. Có 2 màu trắng và đen. Rồi, tiếp đến những chiếc máy đây lại còn một chiếc Samsung. Cái máy này thì được rất là nhiều dòng kẻ. Đấy, sau một đêm ngủ dậy thì máy nó như thế này các bạn nhé. Đấy, ăn ngủ với cả máy luôn. Đấy, thì hiện tại máy thì vẫn đang dùng bình thường. Để cho bạn nào làm máy chống cháy thôi. Con này có hỗ trợ sóng 5G luôn, bản Hàn luôn. Hỗ trợ sóng 5G, máy một sim.
RAM của nó thì 12GB, bộ nhớ của nó là 256GB, thoải mái lưu trữ chụp hình, quay phim, gọi camera, nói chung bét là nhè luôn, không lỗi lầm gì cả, bút biết sử dụng đầy đủ luôn. Chụp ảnh từ xa, quay phim, chụp ảnh, viết vẽ vời, không thiếu một chức năng gì. Dòng flagship con máy này bán cho các bạn nào về cứ để thế dùng tạm, bởi vì con này chip nó quá cao, các bạn chơi game cũng được mà các bạn chạy xe công nghệ thì lại càng ngon. Đấy. Con này lưng vỡ, màn kẻ. Đấy. Con này thì bên mình có một chiếc lưng hãng, các bạn nào thích thì bên mình lại tặng theo máy luôn. Đấy. Lưng hãng cũng màu đen luôn. Đấy. Hàng chuẩn chỉ nhá, hàng bóc máy đấy, không phải là hàng ối rồi ôi đâu. Đấy. Quá led, không lỗi lầm gì cả, chỉ có mỗi gọi là kẻ màn thôi. Đấy, bên mình đang để cho bạn giá là 2,5 triệu, 2,5 triệu các bạn nhé, ngang bán cụm. Con này là ui dồi, khách dùng cẩn thận như thế này mà vẫn bị kẻ, còn dán cả bảo vệ camera này. Đấy, bọc ra này đẹp lung linh luôn. Mình cũng báo giá luôn cho các bạn là thay màn con này ở trong hãng là 4,300,000, cả tiền sale là 4,300,000 các bạn nhé. Đấy. Cho nên là các bạn nào mà muốn cân nhắc trước khi mua thì có thể gọi là lấy cái đó để so sánh luôn. Đấy, máy bây giờ nếu một chiếc máy đẹp thì bên mình đang để cho các bạn là hơn 7 triệu, gần 8 triệu. Đấy. Nhưng trong khi đấy một con máy này 2,5 triệu, 4,3 triệu là đi 6,800,000, 6,800,000. Nói chung là màn hình này còn được bảo hành 3 tháng nhé, nên các bạn yên tâm. Đấy, thay ở trong hãng, nói chung giá nó vẫn rẻ hơn bình thường. Và giá này mình thấy bạn nào cứ để màn hình như này dùng là hợp lý nhất. Đấy, đọc báo rồi xem phim vẫn ok. 2,5 triệu. Đây, một chiếc máy đẹp 7,850,000. Đây là một chiếc máy đẹp, máy màu đen. Đấy, cũng màu đen luôn. Con này bản Mỹ, 2 SIM, 7,850,000. RAM 12, bộ nhớ 128GB. Note 20 Ultra đấy. Note 20 Ultra. Còn đây, nó là cái bản Việt. Đấy, bản Việt màu lâu. Đấy, bản Việt này thì 2 SIM, RAM 8, bộ nhớ 256GB. Ngoại hình của nó thì viền cũng có hơi xước nhẹ một chút, nó không đẹp như cái bản Mỹ này. Cái này thì nó đẹp tầm khoảng 98%, lưng đẹp, màn đẹp. Con này bản Việt có ghi âm cuộc gọi, bên mình đang để cho bạn là 8 triệu. Còn đây là một cái bản Mỹ, ngoại hình của nó cũng có xước sát này. À đây, đây là còn siêu viền này các bạn, đây là siêu viền, nhưng mà ở cạnh này là không còn siêu viền. Cái máy này bên mình thu lại được của khách. Thu lại được của khách, giá thì cũng sẽ rất là mềm. Bên mình đã mở ra kiểm tra rồi, không có thay thế sửa chữa gì cả. Đấy, màn trắng sáng lung linh, bản Mỹ, 2 SIM, RAM 12, bộ nhớ 128GB. Đấy, như con này bên mình đang để cho các bạn với giá của nó là 7,300,000. Rẻ chưa? 7,300,000 các bạn nhé. Đấy. Cho nên là cái kẻ sọc kia mình vẫn khuyên các bạn nên cân nhắc, bởi vì con đấy ngon, bổ và rẻ. Rồi, tiếp đến là 14 Plus. Cây này là bản Việt Nam, có lắp SIM, bộ nhớ 128GB. Pin của nó là 88%, máy còn bảo hành đến ngày 14 tháng 12 năm 2024. Ngoại hình của máy thì có xước sát, đây là do dùng ốp này, đây dùng ốp này. Nó dùng ốp thôi. Không có vết gọi là cấn móp gì cả. Đây là có hai vết xước ở chỗ này. Hai vết xước. Đấy. Máy nói chung là đẹp tầm khoảng 98%. Còn bảo hành chính hãng. 14 Plus. Bên mình đang để cho bạn là 14 triệu. Đấy, bán cho bạn bằng giá bản Mỹ luôn. 12 Pro bản 512GB, max dung lượng luôn. 512GB. Đấy, con này đang chạy US 16.6 này. Đấy, bản Nhật, hàng quốc tế 512GB này. Đấy. Báo màn hình, linh kiện chỉnh hãng, camera chu đít, linh kiện chỉnh hãng các bạn nhé. Hàng chỉnh hãng này các bạn cứ tham khảo nhé, chứ không phải là hàng thay thế đâu, hàng zin nguyên bản 100% luôn. Đấy. Máy thì 2 SIM, bản quốc tế 2 SIM,
Con này pin của nó là 82%, zin nguyên áp suất luôn. Con máy này đây thì nó có một vết rịa lưng như này. Đấy, rịa lưng này rất bé này. Đấy, tức là một con máy này nó gửi cho mình là hàng zin keng các bạn ạ, gửi cho mình là hàng zin keng xà beng nguyên áp suất luôn. Nhưng mà về kiểm tra thì thấy có một vết rịa này, thì thực ra là bên mình đang làm giá với họ. Đấy, họ đã bớt cho bên mình tiền. Đấy, để gọi là bớt tiền vì cái vết vỡ này. Vết vỡ này thì các bạn để thế dùng cũng được. Đấy, ngứa mắt thì đi thay, chứ còn các bạn vuốt thoải mái, không có gợn, không có gì cả, mà lại vứt rất bé. Con này 12 Pro bản 512GB. Đó. Bên mình đang để cho các bạn bình thường máy đẹp zin keng ấy đang là 10.500.000. Đấy, 10.500.000. Nhưng con máy này nó bị lứt đúng một tí xíu như thế này. Bên mình để cho các bạn với giá của nó là 10.200.000. Đấy, giảm hẳn 300.000 luôn. Máy vẫn zin nguyên áp suất nhá. Chưa có thay thế sửa chữa gì luôn nhá. Đầy đủ tính năng. Ngoại hình của nó, ngoài cái vết này ra thì nó là zin keng xà beng luôn. Nguyên áp suất. Mình lấy hàng rất chất luôn. Hôm nay có hai cây, một cây đen một cây xanh. Cây đen thì có khách về mình gửi đi luôn rồi. Còn cây xanh này để lại. 14 Pro Max pin 83% bản Việt Nam, bộ nhớ 128GB. Ngoại hình của máy này nó có xước sát theo năm tháng, nói chung con này xước vỏ xước nhiều. Vỏ xước nhiều được cái zin nguyên áp suất luôn. Đây. Zin nguyên áp suất luôn, bản Việt Nam có lắp SIM nhá. Máy màu tím. Con này đẹp tầm 95% cho đến 97%, màn trong veo không ngả mồ. Pin 83% nhé. Bên mình đang để cho các bạn với giá của nó là 18 triệu. 18 triệu. Đấy. Ngoài những chiếc điện thoại ra thì bên mình vẫn còn cả những chiếc phụ kiện. Đây, nó là sạc dự phòng power bank các bạn nhé. Con máy này thương hiệu Takasio của Nhật này. Con này thì với thiết kế của pin rất nhỏ gọn, mặc dù dung lượng của nó là 20.000 mAh. Mặt trước của nó thì có sạc không dây. Đấy, máy của các bạn nào mà bị lỗi chân sạc hoặc là ngại chân sạc chập chờn, các bạn có thể dùng sạc không dây. À, quên, để bật lên, bật nguồn cục sạc lên. Đấy, ok luôn này. Sạc rất nhạy luôn các bạn nhé. Ngoài ra nó được tích hợp sẵn các đầu dây sạc ở trên cục sạc luôn, các bạn không phải mua dây ngoài nhé. Đầu tiên là cổng micro của những chiếc máy đời cổ, hay là cổng Type-C của những chiếc Android cũng như iPhone đời cao nhé, hay là cổng Lightning của iPhone. Đấy, ngoài ra có cả đèn pin chiếu sáng sạc Type-C rất đẹp. Loại sạc này bên mình bán ra số lượng cũng khá là nhiều rồi, và mình thấy chất lượng hiện tại thì chưa thấy chê trách gì, còn feedback rất là tốt, nên bên mình cũng vẫn bán cho các bạn. Đấy, cục sạc này với giá của nó chỉ có 350.000 thôi các bạn, 330.000 các bạn nhé, cả 20.000 tiền ship nữa là 350.000. Bảo hành các bạn là 6 tháng nhé. Loại 20.000 mAh các bạn này. Đó là những gì mà bên mình muốn giới thiệu cho các bạn trong video ngày hôm nay. Các bạn xem video, nếu thấy hay cho mình xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ mình xin kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.